Chào mừng các bạn đã đến với Happy Run. Trong phần này, chúng ta sẽ nói về viêm gân gót chân hay viêm gân Asin. Gân Asin là một vùng khá ít mạch máu, cách chỗ bám vào xương gót từ 3 đến 6 cm. Đây là chỗ thường bị tổn thương viêm tại điểm bám gân, viêm quanh gân, viêm giữa gân, xơ gân hoặc đứt gân. Viêm gân gót chân hay viêm gân Asin là hiện tượng đau nhức ở gót chân, xảy ra do gân Asin nối các cơ bắp chân ở phía sau chân với xương gót chân, bị tổn thương do phải làm việc quá sức. Viêm gân gót chân thường xảy ra chủ yếu ở những người hoạt động thể chất liên tục với cường độ cao, chẳng hạn như vận động viên điền kinh, bóng rổ hoặc quần vợt thường xuyên phải chạy nhảy có nguy cơ bị viêm gân gót chân cao. Ngoài ra, bệnh cũng có thể gặp ở những người chạy bộ đột ngột, tăng cường độ và thời gian chạy. Nguyên nhân gây viêm gót chân. Chơi thể thao thường xuyên làm cho gót chân của bạn hoạt động quá mức. Các chuyển động như chạy, nhảy lặp đi lặp lại liên tục sẽ tăng áp lực lên bàn chân, đặc biệt là ở phần gót. Vì thế, tập luyện không đúng cách làm tăng nguy cơ viêm gân Asin. Không những thế, nếu bạn không khởi động kỹ hoặc thay đổi chương trình tập luyện đột ngột, cơ thể không kịp thích nghi thì rất dễ gây chấn thương. Ngoài ra, viêm gân Asin còn được hình thành do các lỗi khi chơi thể thao như chạy trên mặt đất gồ ghề, chạy lên dốc nhiều lần hoặc tăng khoảng cách chạy đột ngột. Mang giày không vừa chân không chỉ làm bạn khó chịu mà còn tăng khả năng chấn thương khu vực gót. Bên cạnh đó, các đôi giày dép không hỗ trợ nâng đỡ hoặc làm êm gót chân cũng khiến bạn dễ bị viêm gân Asin. Tuổi càng cao thì cơ thể càng lão hóa và lượng máu chuyển tới gót chân và các bộ phận khác giảm dần. Lúc này, sự linh hoạt của gân gót chân cũng giảm theo và làm tăng nguy cơ tổn thương. Những người ngoài 30 là đối tượng dễ bị viêm gân Asin nhất, đặc biệt là ở nam giới. Hình dạng bàn chân cũng là một trong những yếu tố gây nên chấn thương gót chân. Người có bàn chân phẳng, lòng bàn chân không có vòm thì nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn do sức nặng đè lên gân gót chân lớn hơn. Điều trị viêm gân gót chân thế nào? Giảm hoặc ngưng các vận động làm trầm trọng hơn triệu chứng đau. Hãy chuyển sang chế độ tập luyện cường độ thấp lên gân sẽ làm giảm áp lực gây lên gân Asin. Chườm đá lạnh lên vùng gân sưng đau là hữu ích và có thể làm vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nếu cần thiết. Có thể chườm đá đến khoảng 20 phút và ngưng lại khi cảm thấy tê. Các loại thuốc như ibuprofen và naproxen làm giảm đau và sưng nề. Tuy nhiên, nó không giúp cải thiện tình trạng dày lên của gân do thoái hóa. Việc sử dụng thuốc trên một tháng phải có sự theo dõi và chỉ định của bác sĩ. Các bài tập giúp tăng sức mạnh và cơ cẳng chân và làm giảm áp lực lên gân. Mang dép y khoa hỗ trợ và dụng cụ chỉnh hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.